Xin chào tất cả các bạn. Chị là Hải Quỳnh và trong buổi tối ngày hôm nay chị đã trở lại cùng với các bạn để chúng ta bắt đầu với buổi học thứ hai trong chuyên đề thứ hai của khóa học chúng mình nhé. Đã có bạn nào xem lên xem chưa nhở? Các em ơi, bạn nào đã bắt đầu vào học cùng với chị rồi thì hãy để lại bình luận, để lại lời chào để chị biết được là các em đã bắt đầu vào học nhé. Đã có những bạn nào bắt đầu lên xem rồi nhở? Buổi học hôm trước, chúng mình đã cùng với chị đi tìm hiểu về nhân vật Vũ Nương ở trong truyện Người Con Gái Nam Xương. Và trong buổi học ngày hôm nay, như đã hứa thì chị sẽ chia sẻ cùng với chúng mình về nhân vật Trương Sinh ở trong tác phẩm truyện Người Con Gái Nam Xương một chút xíu thôi. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nội dung chính của buổi học ngày hôm nay, đó là đi tìm hiểu về truyện Kiều của Nguyễn Du. À, xin chào Lan Vũ, xin chào Thảo Vân, chào Giang, chào Nhã Ly. Rồi, ok. Các bạn đã làm hoàn thành đầy đủ bài tập buổi 1 của chúng mình chưa? Có đúng như chị đã nói là bài tập rất nhẹ nhàng không? Thì sau khi mà hết hạn nộp bài thì chị sẽ soát lại, xem lại tất cả những bài mà các bạn đã nộp, gửi đến các em những cái lời nhận xét. Và sau đó thì chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn nhé, được không nào? Rồi. Xin chào Quỳnh Anh, xin chào các em. Lấy sách vở ra cùng học với chị nhé. Các em cứ ghi tiếp vào buổi học ngày hôm trước, chúng mình đang học dở về chuyện Người Con Gái Nam Xương nhé. Chúng ta vẫn còn một nhân vật thứ hai mà hôm nay chị sẽ đi phần đầu cùng với các bạn. Đó là về ba nhỏ này, về nhân vật Trương Sinh. Trong lúc đợi các bạn thì chị sẽ viết đề mục lên luôn nhé. Ba nhỏ. Các em viết tiếp vào cái buổi học hôm trước ấy. Rồi, đúng rồi, chính xác. Các bạn khác thì sao? Các em đã kịp xem lại bài vở chưa? Chúng mình đã thi khảo sát đầu năm chưa? Bạn nào mà còn bối rối trong việc ôn thi khảo sát đầu năm ấy thì chị có tạo một cái cuộc khảo sát ở trong nhóm, chính nhóm này của chúng mình, để hỏi xem là các bạn được thầy cô hướng dẫn ôn tập chủ yếu về phần kiến thức nào để có thể chuẩn bị cho kỳ thi đầu năm. Thì để chị có thể giúp đỡ các bạn phần nào, chia sẻ cho các em những cái kiến thức các em cần ôn tập, những kỹ năng để chúng ta làm bài thi một cách tốt nhất nhá, được không? Cho nên là bạn nào gặp khó khăn thì các em cứ để lại cái phần bình chọn của mình ở trong nhóm, được không? Rồi, ok. Các bạn khác đâu hết rồi nhở? Hay là các bạn lại quên mất lịch học ngày hôm nay cùng với chị mất rồi? Các em ơi, có bạn bè nào ở trong nhóm thì các em tăng các bạn vào học cùng với chị luôn nhé. Ngày hôm nay chúng ta học những phần kiến thức rất rất là quan trọng đấy. Bởi vì là có thể nhá, là các em thi vào một đoạn trích cụ thể trong truyện Kiều. Tuy nhiên các em cần nắm được những giá trị cơ bản của truyện Kiều, hay là những đặc sắc trong ngòi bút của tác giả Nguyễn Du. Cho nên là chúng ta không thể bỏ qua buổi học ngày hôm nay được, được không? Rồi, ok, xin chào Nguyễn Quỳnh. Nhưng mà trước khi đi tìm hiểu về truyện Kiều của Nguyễn Du thì chị sẽ cung cấp đầy đủ với các bạn những phần kiến thức chúng ta cần chú ý ở trong truyện Người Con Gái Nam Xương. Các em có xem rõ không? Có xem rõ, có nghe rõ không? Nguyễn Vĩ ơi, chị đang đi đúng với cả những tác phẩm, những văn bản thứ tự học của chúng mình đúng như trên lớp đấy. Thì chúng ta học về những văn bản nhật dụng trước, sau đấy chúng ta bắt đầu học về văn học trung đại. Thì đây là chương trình đầu kỳ 1 của lớp 9, được không? Và đây đều là những tác phẩm trọng tâm, cho nên là các bạn cố gắng chú ý giúp chị nhé. Rồi, như buổi trước chúng ta dừng lại ở nhân vật Vũ Nương ở trong truyện Người Con Gái Nam Xương. Vũ Nương được biết đến là một người phụ nữ đảm đang tháo vát, là một người phụ nữ có đức hạnh nhưng lại chịu một số phận rất là oan khuất. Và người mà có thể được coi là một cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mà Vũ Nương phải tìm đến cái chết mà như buổi trước chúng ta đã học. Vũ Nương phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang, ở bến sông Hoàng Giang thì cũng được không? Thì
Một trong những nguyên nhân trực tiếp được biết đến chính là do Trương Sinh. Trương Sinh là người chồng của Vũ Nương, và do cái bản tính hay ghen của anh ta, đấy là nguyên nhân trực tiếp mà dẫn đến những cái sự việc đau lòng trong số phận của nhân vật Vũ Nương. Còn cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhân vật Trương Sinh này nhé. Trước tiên về Trương Sinh thì các em hình dung ra giúp chị, chúng ta sẽ có một sao đầu tiên, đó là chúng ta phải biết được hoàn cảnh, gọi là hoàn cảnh cuộc sống của nhân vật này. Về Trương Sinh thì chúng ta biết được đây là một nhân vật là con nhà hào phú. À vậy là Trương Sinh được biết đến với cái gia thế đã hơn hẳn so với Vũ Nương rồi, là con nhà hào phú đúng không? Nhưng mà anh ta thì lại làm sao ạ? Anh ta thì lại thất học. Cho nên là khi mà triều đình cần phải triệu hồi người để đi lính ấy, thì Trương Sinh đã nằm trong danh sách và Trương Sinh đã phải lên đường đi lính. Vậy nên ở đây cũng có một cái điểm cần phải chú ý nữa, đó là Trương Sinh là người thất học. Thất học cho nên là anh ta sẽ dễ có những cái điều hồ đồ và thiếu suy nghĩ. Đã thế thì lại còn gì ạ? Bản tính hay ghen. Đó, đối với vợ thì hay phòng ngừa quá sức. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi tập trung vào cái đặc điểm quan trọng nhất đối với nhân vật Trương Sinh này, mà chị gọi đó là bi kịch của Trương Sinh. Trương Sinh cũng bi kịch chứ. Thông qua việc chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy được những bi kịch mà nhân vật này gặp phải. Các bạn thì vẫn hay nghĩ rằng Trương Sinh là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Vũ Nương phải có một cái số phận vô cùng oan nghiệt như thế. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đọc toàn bộ tác phẩm, chúng ta sẽ thấy được toàn bộ số phận của nhân vật này cũng là một mang một cái màu bi kịch. Thứ nhất, bi kịch đầu tiên của Trương Sinh đó chính là việc mà anh ta rất là hồ đồ và thiếu suy nghĩ. Dẫn chứng là gì ạ? Dẫn chứng là khi mà anh ta nghe cái câu chuyện từ bé Đản, anh ta đã tin ngay và một mực khẳng định rằng đó là việc mà người vợ của mình đã có những cái hành động xấu, những hành động không tốt trong khi mình đang đi lính, đúng không? Và anh ta cứ thế ngờ vực người vợ của mình và không cho Vũ Nương có quyền được thanh minh, không nghe Vũ Nương. Rồi khi mà Vũ Nương thanh minh thì anh ta cũng chỉ viện vào những cái chuyện bóng chuyện gió để mà đổ oan cho Vũ Nương thôi, cũng không nói ra nguyên nhân cụ thể là nghe từ ai cái câu chuyện xấu xa đấy. Vậy là bi kịch đầu tiên của Trương Sinh chính là Trương Sinh là một người thiếu suy nghĩ và rất hồ đồ, đúng không? Chính xác đấy. Tiếp tục nhá, bi kịch thứ hai đó là bi kịch của một người con bất hiếu. Khi mà Trương Sinh đi lính thì trong lúc đấy bà mẹ ở nhà vì bệnh tuổi già cho nên là đã mất. Và khi mà mẹ mất thì Trương Sinh cũng không có ở nhà cho nên không thể chịu tang mẹ. Cho nên bi kịch thứ hai là bi kịch của một người con bất hiếu. Đúng không? Bi kịch của một người con bất hiếu. Đúng không? Các bạn có theo kịp không? Sao đấy, các em đang bàn bạc về chuyện gì đấy? Sao nào? Sao lại có chuyện thi hay không thi là như thế nào nhở? Chị thật sự không phải là người làm đề nên chị cũng không chắc chắn với các bạn là sẽ thi hay là không thi vào tác phẩm nào. Nhưng mà đây là một khóa học chị mong muốn được cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các em học môn văn ở trên lớp nữa. Và chắc chắn là trên lớp chúng ta sẽ học đây là một trong những tác phẩm rất trọng tâm. Nên là các bạn chú ý vào học cùng với chị nhá, được không? Chị đang nói đến việc là Trương Sinh là một nhân vật chịu nhiều bi kịch. Thứ nhất là anh ta là một người thiếu suy nghĩ và rất hồ đồ. Thứ hai, đây là một người con bất hiếu. Khi mà trong quá trình, khi mà mẹ mình mất thì lại ở xa, không thể chịu tang mẹ. Và cái bi kịch thứ ba là cái bi kịch mà không chăm sóc được con, đã để lại cái gánh nặng cho vợ. Và bi kịch đấy xuất phát từ việc mà Trương Sinh
có bản tính hay ghen, và Trương Sinh là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Vũ Nương phải tìm đến cái chết. Vũ Nương không để thanh minh cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì Trương Sinh một khi đã nổi cái cơn ghen lên nhá, cái lòng ghen lên nhá, thì Vũ Nương có thanh minh ra sao anh ta cũng không tin. Rồi là hàng xóm có bênh vực cho Vũ Nương như thế nào thì Trương Sinh cũng không tin. Thậm chí anh ta còn gì ạ? Anh ta còn đánh đuổi, còn đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà, không chấp nhận một người vợ như vậy. Vậy thì Vũ Nương của chúng ta, một người phụ nữ tội nghiệp như vậy, đâu còn trốn dung thân nữa đâu. Cho nên là việc mà Vũ Nương phải tìm đến cái chết, nó cũng xuất phát từ việc Trương Sinh có bản tính hay ghen. Và khi đó thì Trương Sinh phải chịu một bi kịch nữa, đó là bi kịch không thể chăm sóc cho con. Không thể chăm sóc tốt cho con. Đúng không? Chính Trương Sinh là người đã đẩy mẹ của bé Đản, hay chính là người vợ của mình, vào bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Như vậy là đây là những cái yếu tố cơ bản chúng ta cần phải chú ý về nhân vật Trương Sinh. Và qua đây, về nhân vật này, thì đây cũng là một trong những bức chân dung để phản ánh về một xã hội phong kiến nam quyền rất là bất công và độc đoán. Tất cả mọi điều, mọi quyết định đều là ở đàn ông, đúng không? Đều trong gia đình thì Trương Sinh được coi là những người đưa ra quyết định quan trọng nhất. Và những người phụ nữ, những người vợ như Vũ Nương thì không có quyền có thể thanh minh cho mình, mà chồng nói như thế nào thì phải làm như vậy. Phải chấp hành đúng với cả tam tòng tứ đức mà. Tam tòng là gì ạ? Đúng không? Phải chấp hành đúng với tam tòng tứ đức và phải nghe một mực nghe lời những người đàn ông. Cho nên là đây sẽ là một cái bức chân dung đại diện cho xã hội phong kiến nam quyền độc đoán. Các em hiểu ý chị không? Các bạn hiểu ý chị không? Ok không nào? Và đó cũng là những phần về các nhân vật ở trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Sau đây thì chúng ta sẽ bước sang đến phần 3 là phần tổng kết nhé. Trong phần tổng kết này thì các bạn cần nắm được cho chị, một là giá trị nội dung, và hai là giá trị nghệ thuật. Được không nào? Và trong nội dung thì bao giờ cũng có hai cái giá trị chính. Thứ nhất là giá trị nhân đạo. Và thứ hai là giá trị hiện thực. Các bạn hiểu ý chị không? Ở đây nhá, trước tiên khi chúng ta tổng kết về nội dung này, thì tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương là một tác phẩm thấm đẫm tinh thần nhân đạo. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây Nguyễn Dữ đã có sự sáng tạo thêm cả về cốt truyện, về cách xây dựng nhân vật, cách xây dựng tính cách nhân vật và cả những yếu tố kỳ ảo nữa. Qua đấy tất cả điều đó cũng nhằm để bày tỏ được cái tấm lòng thương xót của nhà văn đối với những số phận người phụ nữ phải chịu nhiều oan khuất. Và cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai khi chúng ta khẳng định về giá trị nội dung, đặc biệt là giá trị nhân đạo của tác phẩm này là gì nữa ạ? Bên cạnh cái sự thương xót của tác giả dành cho những số phận, những con người, đặc biệt là số phận người phụ nữ phải chịu nhiều bi kịch, đó sẽ là cái giá trị nhân đạo đầu tiên, là sự thương xót nhá. Được không? Vậy thì cái tổng kết thứ hai ở trong phần giá trị nhân đạo này là gì nữa ạ? Nào các bạn, phần tổng kết thứ hai ở trong giá trị nhân đạo này nữa là gì nhở? Bên cạnh sự thương xót thì Nguyễn Dữ còn bày tỏ cái sự trân trọng. Sự trân trọng và ca ngợi. Vẻ đẹp đức hạnh của những người phụ nữ trong xã hội xưa. Ok không? Vậy là phần giá trị nhân đạo sẽ có hai ý chính. Là một là bày tỏ cái sự thương xót của tác giả đối với số phận người phụ nữ phải chịu nhiều oan khuất và bất công. Thứ hai là tác giả cũng, đây cũng là tiếng nói trân trọng của tác giả, tiếng nói ca ngợi của tác giả dành cho những vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ xưa. Bên cạnh đấy, tác phẩm này còn mang giá trị hiện thực. Giá trị hiện thực thì luôn gắn liền với từ khóa là phơi bày các em nhé. Được không ạ?
Về giá trị hiện thực thì luôn luôn gắn liền với từ khóa là phơi bày. Trong tác phẩm này thì Nguyễn Dữ đã góp phần phơi bày bộ mặt của một xã hội phong kiến bất công, tàn bạo, đặc biệt là không coi trọng người phụ nữ, không coi trọng những kẻ đức hạnh, không coi trọng cái nhân phẩm của họ nữa. Đã đẩy họ đến bước đường cùng, khiến cho họ phải chịu rất nhiều những cái oan khuất, bất công và ngang trái. Đúng không nào? Đó, thì đó chính là những cái tổng kết của chúng ta về nội dung của tác phẩm này. Còn về mặt nghệ thuật thì sao nhở? Còn về mặt nghệ thuật thì sao? Nếu như bạn nào đã có trong tay phần tài liệu soạn các tác phẩm văn học lớp 9 kỳ 1 rồi, thì các bạn sẽ dễ dàng trả lời được cho chị những cái giá trị nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm này. Vậy thì ở đây các em nhắc đến giá trị nghệ thuật của Chuyện Người Con Gái Nam Xương thì các bạn nghĩ đến điều gì? Các em đã có cho mình những cái phần kiến thức đấy chưa? Nào trả lời cho chị biết nào. Nào trả lời cho chị biết là trong tác phẩm này, trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương thì Nguyễn Dữ đã đem đến những đặc sắc nghệ thuật gì? À, nghệ thuật dựng chuyện độc đáo, kết hợp tự sự với trữ tình, chính xác, miêu tả nhân vật. Ừ, đúng rồi. Và một lát nữa, những bạn nào đã làm được bài tập đầy đủ thì trong phần tài liệu bản mềm của các em chú ý giúp chị là có bản gốc của truyện Tràng Chương, của cái tác phẩm truyện Tràng Chương ấy mà Nguyễn Dữ dựa vào đấy để sáng tác nên tác phẩm này. Thì ở trong truyện Tràng Chương, ở đấy nó một câu chuyện cổ tích thì chỉ chú trọng vào những hành động và diễn biến của câu chuyện thôi. Nhưng mà tác giả Nguyễn Dữ thì của chúng ta thì sao ạ? Thêm vào đấy những lời đối thoại, những lời nói của nhân vật ý, tác giả đã sáng tác thêm và gửi gắm cả trong đó cái tâm tư tình cảm của mình. Cho nên là nghệ thuật xây dựng nhân vật, mà cụ thể hơn là nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật, là một trong những điểm độc đáo về nghệ thuật của tác phẩm này. Các em cần chú ý nhé. Đó. Còn cái thứ hai đây nhá, nghệ thuật đầu tiên là nghệ thuật xây dựng nhân vật, được không? Rất độc đáo và sinh động. Thứ hai, nghệ thuật thứ hai như các bạn đã nói chính là nghệ thuật dựng chuyện. Với một cốt truyện rất là ly kỳ, có cả yếu tố kỳ ảo xen lẫn với những yếu tố đời thực, với cái kết cấu thắt nút và mở nút từ hình ảnh cái bóng đấy, được không? Cái bóng vừa là thắt nút cũng vừa là mở nút. Thắt nút khi mà Vũ Nương chỉ vào đấy để nói đấy là cha Đản, và mở nút khi mà Trương Sinh, khi mà mọi việc đã rồi thì thằng bé Đản lại chính là người mở ra cái nút thắt để cho Trương Sinh phải hối hận vì cái việc mà đã đổ oan cho người vợ của mình. Đó, cho nên là cái nghệ thuật dựng chuyện cũng là một điểm rất là độc đáo ở trong tác phẩm này. Bên cạnh đấy, đúng không? Bên cạnh đấy còn là nghệ thuật mà khi tác giả sử dụng chi tiết kỳ ảo, các cái yếu tố kỳ ảo. Thì như trong buổi trước chị cũng đã nói với các bạn rồi, là việc đưa những chi tiết kỳ ảo vào trong tác phẩm này cũng vô cùng khéo léo, khi mà những yếu tố kỳ ảo được đưa vào xen lẫn với những yếu tố đời thực, khiến cho câu chuyện này không phải hoàn toàn là một câu chuyện không có thật, đúng không? Những cái yếu tố đời thực được thêm vào xen kẽ với yếu tố kỳ ảo giúp cho câu chuyện này hấp dẫn chúng ta hơn, có thêm những cái tình tiết ly kỳ, nhưng qua đấy cũng đem đến cho chúng ta một cái kết vừa có hậu vừa không có hậu. Một cái kết vừa giúp phần nào khiến cho Vũ Nương được hóa giải nội oan, nhưng mà cũng khẳng định một cái cuộc sống vẫn còn rất nhiều bế tắc của những người phụ nữ trong xã hội xưa nữa. Các bạn hiểu ý chị không? Và đấy chính là ba cái điểm tiêu biểu nhất về đặc sắc nghệ thuật của văn bản này. Các bạn ghi nhớ giúp chị nhé. Các bạn ghi nhớ giúp chị nhé, được chưa nào? Được không? Vậy là bây giờ chị đã cùng với các bạn đi xong hoàn chỉnh về Chuyện Người Con Gái Nam Xương rồi. Các em còn gì thắc mắc không? Các bạn còn gì thắc mắc không? Để chị chuyển sang phần Chuyện Hịch Kiều của Nguyễn Du nào. Các bạn còn gì thắc mắc không? Riêng về Chuyện Người Con Gái Nam Xương thôi, thì sau hơn một buổi học cùng với chị thì các bạn đã nắm được những ý chính chưa? Những cái phần kiến thức cơ bản chưa?
À, lại tiếp tục câu hỏi chị có giữ lại cái phần phát trực tiếp này không? Thì chị xin nhắc lại là nếu mà chị thấy là nó cần thiết với các bạn ấy, khi mà các bạn tương tác tốt, khi mà các bạn chịu khó vào học thì chị giữ lại để lấy đấy làm một cái kho tài liệu để cho các bạn có thể tham khảo. Còn nếu như các bạn không quan tâm thì tất nhiên rồi, cái gì không quan trọng thì chúng mình để dành thời gian cho những điều khác thôi, đúng không? Cho nên là chị sẽ xem xét nhá. Rồi. Các em còn gì thắc mắc về tác phẩm này không nào? Rồi, có vẻ như là các bạn đã nắm được cơ bản những cái kiến thức nền của tác phẩm này rồi, của Chuyện Người Con Gái Nam Xương này rồi. Vậy thì ngày hôm nay bây giờ chị sẽ cùng với các bạn chuyển sang phần tác phẩm tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một kiệt tác của văn học dân tộc, đó là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Được không? Chúng ta sẽ chuyển sang Truyện Kiều của Nguyễn Du nhé. Ở trong cái thời lượng của buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ đi chia sẻ cùng với các bạn sẽ dở sách giáo khoa vào bài Truyện Kiều của Nguyễn Du nhá. Đây là một tác phẩm lớn cho nên chúng ta sẽ có một tiết học riêng. Sau khi học tiết học đó trên lớp rồi thì chúng ta mới chuyển sang học các đoạn trích trong Truyện Kiều. Bởi vì sao? Bởi vì như chị đã khẳng định, đây là một tác phẩm rất là lớn, một kiệt tác của văn học dân tộc, và tác giả của nó, nhà thơ Nguyễn Du, cũng là một đại thi hào của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới. Cho nên là chúng ta cần một buổi học riêng để tìm hiểu, để các bạn nắm được phần khái quát nhất về tóm tắt của tác phẩm này, về những giá trị nội dung nghệ thuật của tác phẩm này. Hiểu với chị không? Rồi, vậy thì trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với kết cấu bài học nhé. Các em hình dung giúp chị, chúng ta sẽ có hai mảng kiến thức lớn. Chúng ta sẽ đi lần lượt, thứ nhất là từ tác giả Nguyễn Du và thứ hai là về Truyện Kiều. Trong tác giả Nguyễn Du thì chúng ta sẽ đi lần lượt từ cuộc đời đến sự nghiệp văn học của tác giả này. Được không? Sẵn sàng cùng với chị chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn nhé. Phần một lớn này về tác giả Nguyễn Du. Các em biết được những thông tin gì về Nguyễn Du, các em có thể liệt kê hết ở trong phần bình luận để chị tổng hợp nào. Có sách giáo khoa trong tay rồi thì tất cả những thông tin này đều không làm khó được các bạn, đúng không? Nhưng quan trọng chị mong muốn được là các bạn có thể hệ thống nó lại, hệ thống những cái kiến thức mình có được thành một bài viết mà khi các em đọc lại, các em hình dung được là à, nhắc về tác giả này chúng ta sẽ đi lần lượt từ yếu tố gì đến yếu tố gì, trong những yếu tố đó thì có những thông tin gì, hiểu ý chị không? Giống như là khi được hỏi về bất cứ một tác giả nào, chúng ta cũng sẽ trình bày dựa trên hai ý chính, thứ nhất là về cuộc đời và thứ hai là về sự nghiệp văn học. Thì vậy thì tương tự với tác giả Nguyễn Du, chị đặt ra một câu hỏi đó là về cuộc đời của Nguyễn Du đi, thì các em có những thông tin gì về cuộc đời của ông không? Các bạn có thông tin gì về cuộc đời của Nguyễn Du không? Sinh năm 1765, mất năm 1820. Rồi, ok, tên chữ là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên, đúng rồi. Đây, ở đây các bạn đang liệt kê ra rất là nhiều những thông tin về tác giả Nguyễn Du đây. Nhưng trước tiên là về cuộc đời nhá. À, đúng, chính xác. Về Nguyễn Du, chúng ta biết đến về năm sinh, năm mất, chúng ta biết đến tên chữ, tên hiệu của tác giả này và quê quán của tác giả, được không? Trước tiên này, về cuộc đời.
về cuộc đời của Nguyễn Du. Thứ nhất, chúng ta biết được là tác giả này, chị viết tắt nhá, sinh năm 1765 này, mất năm 1820, được không? Và tên chữ là gì nhỉ? Tố Như. Tên chữ này cũng xuất hiện không ít ở trong các tác phẩm của tác giả này và trong những bài bình luận phê bình. Cho nên là khi mà đọc những bài bình luận phê bình mà có xuất hiện cái tên này thì các em cũng hiểu đó là đang nói về Nguyễn Du nhá. Tên hiệu là Thanh Hiền. Rồi, ok. Thứ hai này, chúng ta biết đến về quê quán, về quê hương của tác giả này. Có một điều đặc biệt về quê hương của tác giả Nguyễn Du. Ông thì có quê cha, được không? Trước tiên là về quê cha nhá. Quê cha thì ở đâu nhỉ? Ở Hà Tĩnh. Quê mẹ thì lại ở vùng Kinh Bắc. Kinh Bắc. Còn bản thân Nguyễn Du thì lại sinh ra và lớn lên ở Kinh Đô Thăng Long, đúng không? Lại sinh ra và lớn lên ở Kinh Đô Thăng Long. Ở Thăng Long. Đó, cho nên là một cái cuộc đời mà trải qua, được trải nghiệm rất nhiều những cái vốn sống khác nhau ở những vùng quê khác nhau cũng góp phần giúp cho Nguyễn Du có cho mình một cái vốn sống phong phú, lấy đó làm cái chất liệu để ông sáng tác và lấy đó làm cái nơi để ông có thể học tập những cái bài học trong cuộc sống. Vậy nên là tất cả những cái yếu tố về quê quán của Nguyễn Du cũng chính là giúp cho tác giả này có cơ hội để tiếp thu với nhiều vùng văn hóa khác nhau, với nhiều những cái nền văn hóa ở nhiều vùng miền khác nhau, được không? Đúng, chính xác. Cuộc đời Nguyễn Du nếm trải qua không ít thăng trầm. Tiếp tục nhá. Sau khi tìm hiểu về quê hương, các bạn tìm hiểu giúp chị về gia đình của Nguyễn Du đi. Nào, về gia đình của Nguyễn Du thì chúng ta được biết là Nguyễn Du sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc. Ông sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc, có nhiều đời làm quan và có truyền thống đỗ đạt. Đặc biệt là trong gia đình của ông cũng có cái truyền thống là sáng tác văn chương nghệ thuật nữa. Cho nên là Nguyễn Du được tiếp xúc với những cái điều đấy từ nhỏ. Và điều đấy cũng đã ảnh hưởng sau này đến cái sự nghiệp sáng tác của tác giả này. Chính gia đình đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng thiên tài văn học Nguyễn Du, được không? Nhá, gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và đặc biệt là có truyền thống văn học. Về cuộc đời của Nguyễn Du, nếu như mà đi tìm hiểu kỹ lưỡng ấy thì có rất nhiều những yếu tố mà các em có thể dựa vào đấy để biết được nó ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du, mà hiển hiện rõ nhất chính là chuyện Kiều, được không? Còn trong thời lượng buổi học ngày hôm nay, chị mong muốn được cung cấp đến với các bạn những thông tin cơ bản nhất để các em có thể nắm được khi mà chúng ta nhắc đến tác giả này. Rồi, về quê hương này, về gia đình rồi này, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về gì nhỉ? Về cụ thể hơn về cái cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm của Nguyễn Du. Thứ nhất nhá, là Nguyễn Du đúng chính xác là một người có một vốn văn hóa rất là sâu rộng và vốn sống phong phú, tài năng, văn học bẩm sinh, có trái tim nhạy cảm và tình yêu thương. Nguyễn Du thì có năng khiếu về văn học bẩm sinh, ông ham học hỏi, có hiểu biết sâu rộng và từng trải, và đặc biệt là ông cũng có một vốn sống phong phú. Các bạn cùng ghi với chị nhé. Đó, ông có năng khiếu văn học bẩm sinh này này. Ông rất là ham học, có hiểu biết sâu rộng, từng trải và có vốn sống phong phú. Được không? Những yếu tố đầu tiên đây được gọi là bản tính, là bản chất, là tính cách của tác giả này.
Trong cuộc đời của Nguyễn Du thì ông từng đi sứ sang bên Trung Quốc qua nhiều vùng đất ở Trung Hoa rộng lớn với nhiều nền văn hóa rực rỡ, và tất cả những cái điều đó đã ảnh hưởng đến sáng tác của ông. Nguyễn Du là một con người có trái tim giàu lòng yêu thương. Điều này cũng được thể hiện rất là nhiều ở trong các sáng tác của Nguyễn Du, mà sau đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể ở truyện Kiều nhé. Được không? Đây là những yếu tố về cuộc đời của tác giả này. Vậy là chúng ta có những cái từ khóa về cuộc đời của Nguyễn Du. Ông đã có một cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm. Và điều đấy góp phần làm phong phú thêm vốn sống của Nguyễn Du, làm phong phú thêm cái tầm tư tưởng, nhân sinh quan của tác giả. Và điều đấy được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của Nguyễn Du. Và về cuộc đời của Nguyễn Du, ở trong chính cái giai đoạn lịch sử mà Nguyễn Du sống thì đấy cũng là một cái giai đoạn lịch sử, một thời đại có nhiều cái biến động dữ dội. Và đấy là thời kỳ mà xã hội phong kiến Việt Nam gặp nhiều khủng hoảng sâu sắc, với những phong trào nông dân khởi nghĩa nổ ra liên tục. Đỉnh cao có thể nhắc đến chính là khởi nghĩa Tây Sơn với người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, đúng không? Đúng không các em? Đó, cho nên là về những yếu tố trong cuộc đời của Nguyễn Du, chúng ta nắm được những yếu tố chính như thế này giúp chị nhé. Được không nào? Không nào, các bạn đã nắm rõ chưa? Ok chưa nào? Được không? Dựa vào những cái ý cơ bản này thì các em có thể triển khai ra thêm rất nhiều những thông tin khác, để nếu như đối diện với một bài tập là hãy thuyết minh về tác giả Nguyễn Du thì các em hoàn toàn có thể làm được, đúng không? Các em hoàn toàn có thể viết được. Chúng ta có rất nhiều những thông tin xoay quanh tác giả này. Đúng rồi. Rồi, ok. Đó là những thông tin cơ bản về tác giả Nguyễn Du, về cuộc đời của tác giả này. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác, hay còn gọi là sự nghiệp văn học. Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp văn học đồ sộ ở cả phương diện chữ Hán và chữ Nôm. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở hai phương diện là các tác phẩm chữ Hán. Được không? Và phương diện thứ hai là các tác phẩm chữ Nôm. Trước tiên nhá, về chữ Hán đi, thì Nguyễn Du có 3 tập thơ lớn, mà tổng cộng là có đến 243 bài thơ. Thứ nhất, chúng ta biết đến tập thơ là Thanh Hiên Thi Tập. Thứ hai là gì nhỉ? Là Bắc Hành Tạp Lục. Và cuối cùng là Nam Trung Tạp Ngâm. Với tổng cộng là 243 bài thơ. Được không? Một số lượng rất là đồ sộ. Còn về chữ Nôm thì sao nhỉ? Chữ Nôm thì Nguyễn Du sáng tác có văn chiêu hồn này, có rất nhiều những thể loại khác, nhưng nổi bật nhất phải nhắc đến đó chính là Đoạn Trường Tân Thanh, hay còn gọi là truyện Kiều. Được không? Được không nào? Về cách làm bài thuyết minh áp dụng những ý vừa rồi thì bài làm thuyết minh nhá, sẽ đơn giản thôi. Thứ nhất là trong mở bài các em phải giới thiệu được đối tượng mà các em sẽ thuyết minh là gì. Trong mở bài là
cái nhiệm vụ của em trong mở bài là em nhắc đến là bây giờ tôi sẽ đi thuyết minh về Nguyễn Du và về cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác của tác giả này. Trong phần mở bài các em sẽ phải giới thiệu được cái điều đấy nhá. Và bước sang thân bài thì các em sẽ đi lần lượt theo cái dàn ý mà ngày hôm nay chúng ta tạo lập được, đi từ cuộc đời cho đến sự nghiệp sáng tác. Về cuộc đời của Nguyễn Du thì các em lần lượt nêu ra những thông tin về năm sinh, năm mất, tên chữ, tên hiệu, về quê hương, yếu tố gia đình, yếu tố về cái thời đại mà Nguyễn Du sống và những đặc điểm ở trong tính cách, trong con người của Nguyễn Du. Thì chị nghĩ là với một bài văn thuyết minh thì nó phải đảm bảo về mặt thông tin chính xác. Cái thứ hai là thông tin đấy được trình bày bằng cách rất là hấp dẫn. Hấp dẫn như thế nào? Hấp dẫn khi mà chúng ta sẽ không chỉ kể lể ra khô khan như vậy. Các em có thể nêu thêm những ấn tượng cá nhân của các em về tác giả này. Khi mà chưa học kỹ về tác giả này nhưng mà các em đã được biết đến tác giả thông qua những thông tin như thế nào, ông được mệnh danh là người như thế nào, được không? Đó, thì đó là về yếu tố khi chúng ta xác lập một bài văn thuyết minh về tác giả Nguyễn Du nhá. Chị đang nói đến ở đây là về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du. Thì có thể thấy được là Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp văn học đồ sộ. Và Nguyễn Du chính là một đại thi hào của văn học dân tộc, một nhà nhân đạo chủ nghĩa xuất sắc. Ok không? Qua cái sự nghiệp sáng tác với rất nhiều những bài nghiên cứu phê bình mà người đời sau cảm nhận về sự nghiệp của Nguyễn Du, thì Nguyễn Du xứng đáng với tên gọi là một danh nhân văn hóa, là một đại thi hào của nền văn học dân tộc, là một nhà văn, là một nhà nhân đạo chủ nghĩa xuất sắc, được không? Điều đó được thể hiện rất rõ trong sự nghiệp sáng tác của ông. Và cụ thể bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những giá trị nổi bật nhất, cơ bản nhất của truyện Kiều, là một trong những đỉnh cao sáng tác của tác giả này. Ô bị mờ sao? Không, lúc mà khi mà phát trực tiếp ý, sẽ thỉnh thoảng khi mà các bạn cái chất lượng tải nó không tốt thì nó sẽ bị mờ. Nhưng mà các em cố gắng hoặc là out ra rồi vào lại giúp chị, hoặc là các em đợi một chút thì nó sẽ lại nét lại thôi nhá. Thấy chưa nào? Ui, hơi mờ xíu à. Chịu khó nhá, các em chịu khó đợi một chút xíu thôi, đợi một chút xíu thôi là nó sẽ lại nét lại như lúc nãy thôi. Ok chưa nào? Bây giờ chị chuyển sang phần 2 lớn được không? Chị sẽ chuyển sang phần 2 lớn là tác phẩm truyện Kiều nhá. Rồi, ok. Về tác phẩm truyện Kiều này, chúng ta sẽ đi lần lượt cùng với chị qua những phần nhỏ sau. Thứ nhất là chúng ta nắm được về mặt thể loại. Ok không? Về thể loại của truyện Kiều thì đây thuộc thể loại truyện thơ nôm. Nhớ nhá. Không phải chữ Hán đâu, mà đây là truyện thơ nôm, truyện thơ chứ không phải là chỉ thơ không, bởi vì là đây là một tác phẩm mà kể lại cuộc đời của Kiều bằng thơ. Cho nên là đây là truyện thơ nôm, nó có cả yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình ở đây nữa. Và đây là một thể loại của văn học dân tộc. Ok chưa nào? Nhá. Thứ nhất về mặt thể loại thì truyện Kiều là thuộc thể loại truyện thơ nôm, là một thể loại của văn học dân tộc. Thứ hai này, yếu tố thứ hai về truyện Kiều, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nguồn gốc và sự sáng tạo. Nào các em ơi, truyện Kiều thì có dựa trên một cốt truyện ở bên Trung Quốc là chuyện gì nhỉ? Truyện Kiều có dựa trên một cái cốt truyện có xuất xứ từ Trung Quốc của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân. Đó là chuyện
À đúng rồi, đó chính là Kim Vân Kiều Truyện. Viết truyện Kiều thì Nguyễn Du có dựa theo cốt truyện của Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, là một nhà văn ở bên Trung Quốc. Chị viết tắt nhá, Kim Vân Kiều Truyện. Đó. Của một nhà văn ở bên Trung Quốc có tên là Thanh Tâm Tài Nhân. Tuy nhiên thì Nguyễn Du chỉ dựa trên cốt truyện đó thôi, nhưng mà nổi bật điều mà làm nên giá trị của tác phẩm này đó chính là những cái phần mà Nguyễn Du đã sáng tạo thêm. Ở trong truyện Kiều thì Nguyễn Du đã có những phần sáng tạo hết sức lớn lao, đặc biệt là sự sáng tạo về mặt nghệ thuật mang ý nghĩa quyết định thành công của tác phẩm này. Được không? Từ một cái cốt truyện tự sự mà Nguyễn Du đã dùng truyện thơ nôm, một thể loại của văn học dân tộc Việt Nam, để sáng tạo lại, để đem đến những giá trị mới, để đem đến cho chúng ta những trang thơ về Kiều, về cuộc đời của nhân vật này, về cuộc đời của nàng Kiều, và khiến cho mỗi khi mà người ta nhắc đến một cái nền văn học của Việt Nam thì không thể không nhắc đến truyện Kiều được. Như vậy cho thấy rằng là sự sáng tạo của Nguyễn Du mới chính là điểm nhấn, mới chính là những cái cống hiến, những cái đóng góp lớn lao nhất làm nên giá trị của truyện Kiều, chứ không phải là một cốt truyện mà được tác giả tham khảo, được không? Các em hiểu chị không? Cho nên là khi mà nhắc đến nguồn gốc thì chúng ta vẫn luôn biết được rằng là Nguyễn Du có dựa trên cốt truyện của Kim Vân Kiều Truyện của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cái phần mà chúng ta phải nhấn mạnh, cái phần mà chúng ta đề cao và luôn luôn ca ngợi đó chính là sự sáng tạo của tác giả này, đem đến cho một cốt truyện vốn chỉ là tự sự thôi, nhưng mà dùng thể loại truyện thơ nôm của dân tộc đem đến cho chúng ta những trang thơ lục bát kể về cuộc đời của cô Kiều, nhưng qua đấy là gửi gắm cả tinh thần nhân đạo, là giá trị nhân văn hết sức sâu sắc của tác giả này. Được không? Chính xác, đúng rồi đấy, chính xác. Được không? Cho nên là khi mà nhắc đến những cái sự sáng tạo của Nguyễn Du, khi dựa trên cốt truyện của Kim Vân Kiều Truyện, các em có thể nêu những sáng tạo về mặt nội dung và những sáng tạo về mặt nghệ thuật. Trước tiên về nội dung nhá, chúng ta sẽ biết được rằng là từ một câu chuyện tình ở Trung Quốc đời Minh đã biến thành một khúc ca đau lòng thương người bạc mệnh. À, cốt truyện cũ ấy thì tập trung vào đấy là một câu chuyện tình ở Trung Quốc ở đời Minh, nhưng mà dưới bàn tay của Nguyễn Du, dưới tầm tư tưởng của tác giả này thì đã biến thành một cái khúc ca đau lòng, và nhân vật chính chính là cô Kiều với một số phận rất là chuyên chuyên, tài hoa nhưng bạc mệnh. Còn về mặt nghệ thuật thì Nguyễn Du đã sáng tạo từ một thể loại văn xuôi thành thơ lục bát, thể thơ truyền thống của người Việt Nam này, đặc biệt là sáng tạo của Nguyễn Du trong xây dựng nhân vật. Nguyễn Du đã tả cảnh thiên nhiên, nhất là tả cảnh ngộ tình. Tất cả những cái yếu tố đấy thì trong bản gốc không thể có được, mà chỉ khi Nguyễn Du sáng tạo thêm mới đem đến cho chúng ta những trang truyện Kiều hay và thấm thía như vậy. Em nhớ giúp chị nhá. Được không? Ok chưa? Rồi, sau đấy khi mà chúng ta nắm được nguồn gốc và sự sáng tạo rồi thì các em chú ý tiếp theo đến cho chị phần thứ ba là về hoàn cảnh sáng tác. Thì đoạn Trường Tân Thanh được sáng tác vào khoảng thế kỷ 19 và được xác định là khoảng từ năm 1805 đến khoảng năm 1809. Đó, đó là cái khoảng thời gian mà người ta xác định là truyện Kiều được ra đời. Còn về thể loại thì đúng rồi là về truyện thơ nôm này, về ý nghĩa nhan đề. Ở đây ý nghĩa nhan đề thì chúng ta sẽ không đi tìm hiểu ý nghĩa nhan đề truyện Kiều, mà chúng ta tìm hiểu đó là ý nghĩa nhan đề của ở đoạn Trường Tân Thanh. Đoạn Trường Tân Thanh có nghĩa là gì các em nhỉ? Về nghệ thuật nhá, Bảo Duy nhá, ở đây chị viết tắt đây là nghệ thuật này.
Thì các em khi mà các em trình bày nhá, thì chị xin lỗi một chút xíu, ở đây sự sáng tạo của Nguyễn Du được trình bày dựa trên hai ý là nội dung và nghệ thuật, được chưa? Để cho các bạn dễ hiểu hơn này. Đến với tên gọi là đoạn trường Tân Thanh, một tên gọi gốc của tác phẩm này, thì các em hiểu đoạn trường Tân Thanh nghĩa là gì nhỉ? Đoạn trường Tân Thanh nghĩa là sao? Tại sao tác giả lại gọi đây là đoạn trường Tân Thanh? Tại sao tác giả lại đặt tên cho tác phẩm này là đoạn trường Tân Thanh? Đoạn trường Tân Thanh nghĩa là gì nào các em? Các em có thể giải nghĩa từng chữ một cũng được. Đoạn trường là gì? Tân Thanh là gì? Đây là những từ Hán Việt đúng không? Trong sách giáo khoa cũng đã trình bày cho chúng mình rồi. Vậy các bạn lý giải giúp chị đoạn trường Tân Thanh là gì nhỉ? Và đây mới chính là cái nhan đề mà giúp truyền tải, thể hiện chủ đề của tác phẩm này. Vậy nên là chị mong muốn các bạn có thể nắm được đoạn trường Tân Thanh có nghĩa là gì. À, Tân là mới, Thanh là kêu đúng không? Thì đây phải là tiếng kêu mới. Nhưng tiếng kêu mới về gì nhỉ? Nào trả lời giúp chị nào. Đoạn trường Tân Thanh nghĩa là gì nhỉ? À đúng rồi, như chị gợi ý ấy, khi mà các bạn giải thích từng từ một, tiếng kêu về nỗi đau đứt ruột, chính xác. Tân Thanh, Thanh là tiếng kêu, Tân là mới, tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột. Đó nhá, chị đã nêu rất kỹ rồi. Tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột. Và chính cái nhan đề này đã thể hiện được chủ đề của tác phẩm. Chủ đề của tác phẩm này đó chính là cái nỗi thương cảm như giống như là một tiếng kêu về số phận của một con người chuyên chuyên, tài hoa nhưng bạc mệnh. Tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột. Nắm được giúp chị nhá. Được không nào? Và khi mà ở tác phẩm này trở nên phổ biến rồi thì nhân dân ta đã dùng truyện Kiều để gọi là nhan đề cho tác phẩm này để dễ nhớ và quen thuộc hơn, gần gũi hơn. Còn chính thì các em khi nhắc đến nhan đề nhá, các em phải biết đến được cái tên là đoạn trường Tân Thanh cùng với ý nghĩa của nó như thế nào. Được không? Rồi sang đến phần 5 nào. Phần 5 là bố cục và tóm tắt. Về bố cục và tóm tắt thì truyện Kiều gồm 3.254 câu thơ lục bát và được chia làm 3 phần. Về bố cục là gồm 3 phần nhá. Bố cục này gồm 3 phần. Và chúng ta cũng sẽ tóm tắt theo 3 cái phần này. Thứ nhất là phần 1, gặp gỡ và đính ước, đúng không? Gặp gỡ và đính ước. Phần 2 là gia biến và lưu lạc. Còn phần 3 là đoàn tụ. Phần này đã được trình bày rất là chi tiết trong sách giáo khoa rồi. Tuy nhiên, tóm tắt của tác phẩm này là một yêu cầu tối thiểu đối với các bạn khi học về truyện Kiều. Các em phải nắm được những cái tình tiết cơ bản nhất, ít nhất thì cũng phải biết được truyện Kiều gồm có 3 phần. Thứ nhất, ở trong phần gặp gỡ và đính ước thì gồm có những chi tiết nào nhỉ? Trong phần gặp gỡ và đính ước thì thứ nhất là Thúy Kiều được biết đến là một người con gái tài sắc vẹn toàn, là con gái đầu lòng của một gia đình lương thiện. Và dưới Kiều thì có hai em nữa là Thúy Vân và Vương Quan. Thì trong một buổi du xuân nhân tiết thanh minh thì Thúy Kiều, gia đình Thúy Kiều đã gặp được Kim Trọng. Kim Trọng thì cũng đã đem lòng yêu mến Thúy Kiều và đã đến ở trọ cạnh nhà Thúy Kiều và mối tình của họ đã nảy nở. Và họ đã tự do thề nguyện đính ước.
Đó là tất cả trong phần gặp gỡ và định ước. Khi mà có những cái chi tiết chính các em phải nắm được nhá. Thúy Kiều là người như thế nào? Đấy là chi tiết thứ nhất. Trong gia đình thì Kiều là con gái đầu lòng này. Dưới Kiều có hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Ok không? Thứ hai, chi tiết thứ hai là trong một tiết thanh minh, trong một cái buổi đi du xuân nhân tiết thanh minh thì Thúy Kiều đã gặp được Kim Trọng. Đó là chi tiết thứ hai. Chi tiết thứ ba là Kim Trọng và Kiều đã nảy nở một mối tình đẹp và họ đã tự do thề nguyện đính ước. Đó chính là trong phần 1 nhá, gặp gỡ và đính ước. Các bạn nắm được giúp chị. Các em có thể nghe đến đâu các em có thể vẽ luôn những cái nhánh nhỏ ở trong những phần này để các em nắm được. Còn trong các sách giáo khoa của chúng mình là trình bày dưới dạng những cái đoạn văn nhỏ trong từng phần 1. Thì bạn nào chủ động rồi thì chị nghĩ là các em cũng đã gạch ra được những cái ý chính ở trong từng đoạn đấy rồi, đúng không? Trong phần gia biến và lưu lạc thì đây là một phần rất là dài, với hai lần Kiều và phải vào lầu xanh và hai lần phải nương nhờ cửa Phật. Thứ nhất này, về phần gia biến và lưu lạc thì khi mà mối tình của Kim Trọng và Kiều đã nảy nở rất là đẹp, họ đã tự do thề nguyện đính ước, nhưng mà Kim Trọng thì phải về quê để chịu tang chú. Nhưng ngay trong lúc đó thì sao ạ? Ngay trong lúc đó thì gia đình Kiều đã mắc oan và đã phải gặp rất nhiều những cái biến cố. Kiều đã phải nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng, còn bản thân mình thì phải bán mình để chuộc cha và em. Khi mà Kiều bán mình ấy thì Kiều còn bị bọn buôn người là Tú Bà, là Mã Giám Sinh, là Sở Khanh lừa gạt và đẩy vào lầu xanh. Trong cái quá trình mà tủi nhục ở lầu xanh thì Thúy Kiều đã gặp Thúc Sinh, được không? Vậy là nhá, ý đầu tiên trong phần gia biến và lưu lạc là chúng ta phải nắm được là trong khoảng thời gian Kim Trọng về quê chịu tang chú thì gia đình Kiều đã gặp những cái biến cố. Ý thứ hai nhá, được không? Ý thứ hai là Kiều đã phải nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng, còn bản thân mình thì bán mình chuộc cha và em. Ý thứ ba là Kiều đã bị bọn buôn người là Tú Bà, là Mã Giám Sinh, là Sở Khanh lừa gạt, bán vào lầu xanh. Ý thứ tư là trong cái cuộc sống tủi nhục ở lầu xanh thì Kiều đã gặp được Thúc Sinh. Thúc Sinh đã cứu vớt Kiều ra khỏi cuộc đời của kỹ nữ, nhưng Kiều đã bị vợ cả của Thúc Sinh là ai? Là Hoạn Thư ghen và đầy đọa, đến nỗi mà Kiều phải nương nhờ cửa Phật. Và chi tiết tiếp theo, khi mà Kiều nương nhờ cửa Phật thì không may Sư Giác Duyên lại vô tình nhờ đưa nàng, gửi nàng cho Bạc Bà, mà Bạc Bà thì cũng lại là một tay buôn người giống như là Tú Bà vậy. Và thế là Thúy Kiều lại phải vào lầu xanh lần thứ hai. Khi mà đã phải trải qua biết bao những cái tủi nhục, những cái đắng cay, những cái trà đạm như vậy thì ở lầu xanh, trong cái giai đoạn ở lầu xanh lần thứ hai thì Thúy Kiều đã gặp được Từ Hải, một người anh hùng, và Từ Hải đã cứu Kiều và đã giúp Kiều báo ân báo oán, được không nhá các em nhá. Cùng nghe cùng với chị và gạch ra những cái ý chính ở trong từng phần một để các em dễ nhớ hơn này. Sau khi mà được Từ Hải giúp đỡ báo ân báo oán thì Kiều đã cùng sống với cả Từ Hải, nhưng cuộc đời Thúy Kiều đâu dừng lại ở cái ấm êm như vậy, đúng không? Từ Hải đã bị tổng đốc là Hồ Tôn Hiến lừa và Từ Hải đã chết. Từ Hải bị giết, còn Kiều thì sao? Kiều thì phải hầu đàn, hầu rượu cho Hồ Tôn Hiến và bị ép gả cho Viên Thổ Quan. Quá uất ức, quá đau lòng thì Kiều đã chẫm mình ở sông Tiền Đường. Nhưng nàng lại được Sư Giác Duyên cứu và đã nương nhờ cửa Phật lần thứ hai. Đó là trong cái phần gia biến và lưu lạc. Được không? Các em đã nắm được những ý chính trong phần này chưa? Tóm tắt dưới dạng nó giống như là một câu chuyện với rất nhiều những tình tiết, rất nhiều những nhân vật. Kiều thì còn phải vào lầu xanh rồi nương nhờ của Phật hai lần cơ. Trong những lần đó thì Kiều đã gặp được những người như thế nào, những nhân vật ra sao, các em phải nắm được nhá. Bản tính của các nhân vật như thế nào, đâu là nhân vật chính diện, đâu là nhân vật phản diện, các em cũng phải nắm được. Đó là về phần 2. Sang đến phần 3 về đoàn tụ thì trong phần này nhá, sau nửa năm về quê chịu tang chú thì Kim Trọng đã trở về tìm Kiều. Nhưng nửa năm đó là nửa năm tranh trao với rất nhiều những cái biến cố đến với cuộc đời của Kiều. Và Kim Trọng khi mà quay trở lại thì mặc dù là đã nên duyên, đã gọi là đã kết duyên với Thúy Vân, nhưng mà khi mà hay tin về Kiều thì chàng vẫn vô cùng đau đớn, vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ về Kiều. Và Kim Trọng đã cất công đi tìm Kiều. May mắn là đã gặp được Sư Giác Duyên và Kiều đã cùng đoàn tụ với Kim Trọng, đoàn tụ với gia đình.
Nhưng mà cũng chiều ý theo mọi người thì Kim Kiều cũng đã nối lại duyên, nhưng cả hai cũng đã nguyện ước là gì nhở? Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy. Đó, đó là kết thúc cho phần tóm tắt của chúng ta về chuyện Kiều. Các em còn nắm được không? Các em còn nắm được không? Cái phần này đơn giản thôi, các em chỉ cần dùng một cái thao tác là các em gạch chân những cái ý chính, các em chia ra ở trong phần tóm tắt trong sách giáo khoa ấy. Thay vì chỉ để nó là những dòng chữ rất là dài trong sách giáo khoa, các em hãy đọc đi đọc lại nhiều lần, chia nó ra thành những cái tình tiết nhỏ và từng ý nhỏ một để chúng ta dễ nắm bắt hơn. Hoặc là nhá, các em hoàn toàn có thể tóm tắt chuyện Kiều dựa trên những mối quan hệ giữa Kiều và các nhân vật khác. Thứ nhất, Kiều là con đầu lòng của một gia đình như nào nhở? Một gia đình lương thiện với hai em là Thúy Vân và Vương Quan, đúng không? Rồi cuộc đời của Kiều thì Kiều cũng đã gặp được chàng Kim Trọng, là chàng trai khôi ngô tuấn tú, đem lòng yêu Kiều, và giữa họ đã có một cái tình yêu rất đẹp này nọ. Họ đã tự do thể nguyện đính ước. Đấy là mối quan hệ giữa Kiều và Kim Trọng. Thứ ba là bắt đầu Kiều khi mà phải giúp gia đình vượt qua hoạn nạn thì Kiều đã bị bọn buôn người là Tú Bà, là Mã Giám Sinh, là Sở Khanh hãm hại và bán vào lầu xanh. Đấy, hiểu ý chị không? Có nghĩa là khi tóm tắt chuyện Kiều, các em có thể tóm tắt theo tình tiết giống như trong sách giáo khoa, hoặc là các em cũng có thể tóm tắt dựa trên việc là từ trung tâm, lấy nhân vật trung tâm là Thúy Kiều. Các em sẽ khoanh tròn vào là chia ra những cái mối quan hệ giữa Kiều và các nhân vật khác. Ví dụ như là Kiều với Thúy Vân, với Vương Quan, Kiều với Kim Trọng, Kiều với Mã Giám Sinh, Kiều với Tú Bà, Kiều với Sở Khanh, Kiều với Thúc Sinh, Kiều với Hoạn Thư, Kiều với cả Từ Hải, Kiều với Hồ Tôn Hiến, vân vân. Hiểu với chị không? Đấy cũng là một cái cách tóm tắt để các em nắm được cái hai những cái luồng nhân vật ở trong phần tác phẩm này. Được không nào? Nhá. Hiểu ý chị không? Nào không nào, các bạn đã hiểu ý chị chưa nào? Và nhá, cách tốt nhất để các em có thể nắm được ấy, mà khi mà chúng ta học chuyện Kiều không phải là học một cách học thuộc lòng mà không biết được tác giả Nguyễn Du đã diễn tả những cái mối quan hệ đấy như thế nào, đã diễn tả các nhân vật khác như thế nào, thì các em có thể lên mạng, nếu như các em không có điều kiện mua bản cứng về tác phẩm truyện Kiều, nhưng chị nghĩ là dễ mua thôi, bây giờ ở đâu cũng có mà, các em hãy tự mua cho mình một tác phẩm truyện Kiều ấy, một quyển sách ấy, đó, sau đó chúng ta đọc, chúng ta sẽ hình dung được là Nguyễn Du đã dùng ngôn ngữ của thơ Lục Bát để đem đến cho chúng ta, đã kể lại cho chúng ta cuộc đời của nhân vật Kiều như thế nào. Chị lấy ví dụ nhá, ví dụ như là về Thúy Vân thì tác giả miêu tả như thế nào nhỉ? Sau này các em cũng sẽ được học về trong cái đoạn trích chị em Thúy Kiều ấy. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. À đó, hay là với Kim Trọng thì tác giả miêu tả là gì nhỉ? Nguyên người quanh quất đâu xa, họ Kim tên Trọng, vốn nhà Trâm Anh, nền phúc hậu, bậc tài danh, văn chương nét đất, thông minh tính trời. Đó, đúng không? Hay là khi mà Kiều kết duyên với cả Kim Trọng thì là gì nhỉ? Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Và đặc biệt cái mối tình giữa Kiều và Kim Trọng, Kiều còn rất là chủ động nữa. Cửa ngoài vội rủ rèm the, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Đó, rất rất nhiều những cái câu thơ, rất rất nhiều những cái chi tiết mà rất đặc sắc. Nếu như các em chỉ hình dung câu chuyện này dưới cái phần tóm tắt về văn xuôi như thế thôi thì chị thấy thực sự rất là thiếu sót nếu các bạn không đọc truyện Kiều đi nhá, đúng không? Các bạn hãy đọc truyện Kiều đi, và trong quá trình đọc nhá, các em hãy ghi lại những câu thơ mà các em cảm thấy ấn tượng, rằng là tác giả miêu tả đây là câu thơ miêu tả ai, hay là đây là câu thơ miêu tả hành động gì, miêu tả thiên nhiên hay miêu tả con người, vân vân. Khi mà các em nhập tâm vào, các em sẽ thấy được truyện Kiều là một kiệt tác, xứng đáng là một kiệt tác của nền văn học dân tộc. Đúng, bản PDF trên mạng cũng có rất nhiều, không thiếu. Chỉ là các em có muốn tìm hiểu hay không thôi. Vậy thì sau buổi học ngày hôm nay, hãy thử một lần cùng với chị tìm lại những bản học về truyện Kiều đi. Chị cũng đã tìm lại cùng với các bạn, có được cho mình những cái câu thơ mà Nguyễn Du đã đạt đến độ hoàn chỉnh, hoàn hảo khi mà miêu tả người. Đó, như chị vừa lấy ví dụ về Thúy Vân này, về Kim Trọng này, hay về Mã Giám Sinh nhá. Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh, hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần, quá niên chạc ngoại tứ tuần, mày dâu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
như là một cái nghệ thuật tạo hình đỉnh cao luôn ấy. Chỉ thông qua những cái câu thơ đấy thôi mà chúng ta hình dung được về cả về ngoại hình nhá, cả về cái cung cách sinh hoạt bình thường của một cái nhân vật đấy, và thông qua những chi tiết đấy cũng biết được tính cách của nhân vật đấy là gì. Một cái tên mã giám sinh đấy, khi mà gặp Kiều thì anh tỏ ra như thế nào, với những cái đặc điểm ngoại hình ra sao, thì được Nguyễn Du miêu tả rất là chi tiết trong tác phẩm của mình. Được không? Các bạn nắm được không? Cho nên là đến đây rồi thì chị nghĩ là chuyện Kiều xứng đáng để cho các em có thể bỏ ra thời gian để các em đọc và các em tìm hiểu, sẽ thấy rất nhiều điểm thú vị. Các bạn không chỉ đọc truyện Kiều cũng được, các em đọc thêm những cái bài mà bình luận, phân tích về truyện Kiều nữa sẽ rất hay đấy. Rồi, vậy là chị đã cùng với các bạn khái quát về bố cục và tóm tắt của tác phẩm này rồi. Nhưng cái quan trọng trong buổi học ngày hôm nay chúng ta phải nắm được nhá, là về giá trị, đặc sắc, nội dung và nghệ thuật. Thứ nhất là giá trị nội dung. Các em đọc sách giáo khoa rồi, và trong tất cả các tác phẩm khác chị cũng mong muốn các em sẽ tìm hiểu giá trị nội dung dựa trên hai phần chính. Thứ nhất là giá trị hiện thực, và thứ hai là giá trị nhân đạo. Trong giá trị hiện thực này, như vừa nãy tổng kết về chuyện người con gái Nam Xương, chị có nói với các bạn là chúng ta có một cái từ khóa là gì nhỉ? Là phản ánh, đúng không? Đó là phản ánh. Thì ở đây chuyện Kiều phản ánh cái gì nhỉ? Ở đây chuyện Kiều phản ánh cái gì nhỉ? Được không? Ở đây chuyện Kiều phản ánh cái gì nhỉ? Chuyện Kiều đã phản ánh được bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị với những cái thế lực đen tối đã chà đạp lên quyền sống của con người. Được không? Phản ánh bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị. Đã chà đạp lên cái quyền sống của con người. Cái điều này nó được thể hiện rõ ràng thông qua nhá, đó là viên quan xử kiện vụ án Vương Ông. Đó, và vì tiền chứ không phải là vì lẽ phải. Viên quan đó nhá, chính những cái thế lực đen tối chỉ biết vì tiền thôi. Đáng ra là phải đem lại công bằng cho người dân, nhưng vì tiền mà họ sẵn sàng chà đạp lên cuộc sống của người khác, khiến cho gia đình Kiều phải vướng vào vòng oan sai, và khiến cho Kiều phải bán mình để chuộc cha và em. Đấy, xuất phát từ một cái xã hội mà tầng lớp thống trị là những thế lực đen tối nhất, đáng ra là họ phải bảo vệ người dân, đúng không? Nhưng không, cái xã hội mà khi mà Kiều sống ấy là một xã hội mà tầng lớp thống trị đã lợi dụng tất cả những cái yếu tố về vật chất để có thể chà đạp lên quyền sống của con người. Hay đó cũng là tên quan tổng đốc trọng thần Hồ Tôn Hiến là một kẻ bất tài, nham hiểm, trâng tráo. Hay đó cũng là mã giám sinh, là Tú Bà, là Sở Khanh. Tất cả những kẻ đó đều là những cái thế lực đen tối, là những kẻ đã tán tận lương tâm, vì tiền cũng sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm và số phận con người, đã đẩy Kiều đến với một những cái bước đường chuyên chuyên với rất nhiều những khổ đau, tủi nhục. Đó, được không? Đấy là về phần giá trị hiện thực phản ánh bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị lúc bấy giờ. Thứ hai là chuyện Kiều còn phơi bày cho chúng ta nỗi đau khổ mà con người phải chịu đựng, đặc biệt là người phụ nữ. Được không? Đặc biệt là người phụ nữ. Được không nào? Chính xác. Đúng rồi. Nhá. Và các bạn nhớ giúp chị là trong giá trị hiện thực thì có những cái từ khóa là phản ánh này, là phơi bày này. Được không? Còn bước sang giá trị nhân đạo nào. Bước sang giá trị nhân đạo thì chúng ta có một số những ý chính về giá trị nhân đạo của truyện Kiều. Thứ nhất là viết truyện Kiều thì Nguyễn Du bộc lộ niềm thương cảm.
trước những số phận khổ đau như là Thúy Kiều, được không? Ông xót thương cho Thúy Kiều, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn nhưng lâm vào cảnh đoạn trường. Ngay từ những câu thơ đầu tiên thì Nguyễn Du đã viết là gì nhỉ? Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bẻ dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đấy, từ những cái câu thơ đầu tiên ta đã giới thiệu đây là một cái tác phẩm kể lại câu chuyện của một người phụ nữ mà có chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Rõ ràng là một người phụ nữ tài hoa đấy, đúng không? Xinh đẹp đấy, nhưng mà lại phải chịu một cái số phận, phải chịu cái kiếp bạc mệnh, cái kiếp đoạn trường. Vậy là truyện Kiều đã bộc lộ cái niềm cảm thương sâu sắc của tác giả trước những khổ đau của con người, đặc biệt là những người phụ nữ. Thứ hai, truyện Kiều còn là tiếng nói ca ngợi những giá trị phẩm chất cao đẹp của con người, như là nhan sắc, như là tài năng, như là trí dũng, như là lòng hiếu thảo, hay là trái tim nhân hậu, vị tha. Kiều bước vào cảnh đoạn trường nhưng cũng là vì gì nhỉ? Vì giúp cha và em, giúp cứu cha và em. Hay là khi mà Kiều ở lầu Ngưng Bích thì Kiều cũng không nguôi nỗi nhớ đối với những người thân, nhớ Kim Trọng, nhớ cha mẹ mình với những cái tình cảm hết sức đáng trân trọng. Đó, cho nên là giá trị thứ hai về mặt nội dung là truyện Kiều là tiếng nói ca ngợi những gì nhỉ? Những giá trị phẩm chất cao đẹp của con người. Em hiểu không? Hiểu không? Và đấy là những giá trị gì thì các em đã nghe được chưa? Đó là nhan sắc này, là nhan sắc này, là tài năng này, là trí dũng, là lòng hiếu thảo, là trái tim nhân hậu, là lòng vị tha, vân vân. Đề cao quyền sống của con người, ca ngợi yêu đương tự do. Đó, có thể thấy là bạn Ngọc Minh đã có cái phần kiến thức nền rất là chắc, đúng không? Tương tác rất là tốt này, đưa ra những cái ý kiến rất là chính xác, đóng góp cho bài học ngày hôm nay rất là tốt. Và các bạn khác, các em cũng có thể làm được điều vậy khi mà các em đọc trước tác phẩm. Tất cả những cái điều này đều được trình bày ở trong sách giáo khoa, và chị chỉ có phần mở rộng thêm để các bạn hiểu thêm hơn thôi. Và phần nào các em chưa hiểu thì chị sẽ giải đáp nhé. Tiếp tục về giá trị nhân đạo của tác phẩm thì ở trong truyện Kiều, ở đoạn trường Tân Thanh này thì Nguyễn Du còn gì nhỉ? Còn trân trọng và đề cao vẻ đẹp, ước mơ, khát vọng chân chính của con người như tình yêu, hạnh phúc, công lý và tự do, giống như bạn Ngọc Minh vừa mới chia sẻ. Đó, trong phần bình luận bạn Ngọc Minh đã chia sẻ đây này, chính là trân trọng và đề cao ước mơ, khát vọng. Như là gì nhở? Tình yêu. À, trước tiên là phải là quyền sống chính đáng đã. Quyền sống chính đáng. Thứ hai là tình yêu. Thứ ba là công lý và tự do. Đó. Trong tác phẩm truyện Kiều thì Nguyễn Du đã trân trọng và đề cao những cái quyền sống chính đáng của con người, quyền được yêu, quyền phải có cái công lý ở trong xã hội, và quyền được sống tự do, quyền được tự quyết định cuộc đời của mình. Ông trân trọng và đề cao như vậy thôi, nhưng mà ở trong truyện Kiều như chúng ta cũng thấy đấy, với những cái rào cản về xã hội thì Thúy Kiều đã phải chịu một cái kiếp đoạn trường với rất nhiều những cái bấp bênh chân chuyên như thế. Thì tất cả những gì mà Nguyễn Du viết nên có bày tỏ được cái sự trân trọng và đề cao ước mơ đấy, nhưng thật sự đó, trong truyện Kiều vẫn là một ước mơ mà cần lắm rất nhiều những cái sự thay đổi cả về con người và về xã hội thì mới có thể đạt được cái ước mơ đấy. Được không nào? Và cuối cùng về giá trị nhân đạo thì truyện Kiều hay là đoạn trường Tân Thanh còn là tiếng nói tố cáo thế lực tàn bạo. Đã chà đạp lên cái quyền sống, đã chà đạp lên những cái điều lương thiện mà con người đang hướng đến, khiến cho con người phải chịu rất nhiều những cái khổ sở và điêu đứng. Được không? Nhá, các em đừng nhầm nhá. Nếu như trong giá trị hiện thực ấy thì đơn giản ở việc là phơi bày và phản ánh thôi. Còn trong giá trị nhân đạo là còn là tiếng nói tố cáo nữa. Không chỉ đơn giản là phơi bày ra cho chúng ta biết được cái cuộc sống nó là như thế, mà thông qua cái việc phơi bày như thế thì tác giả còn gửi gắm ở đấy cái tiếng nói tố cáo những thế lực
đen tối đã chà đạp lên quyền sống chính đáng của con người. Vậy là phải là một người giàu lòng yêu thương và biết trân trọng, đặt niềm tin vào con người thì Nguyễn Du mới sáng tạo nên một truyện Kiều thấm đẫm giá trị nhân văn như vậy. Giống như trong câu thơ của Trế Lan Viên là gì nhỉ? Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn. Được không? Có thể dùng một câu thơ để có thể khẳng định được cái giá trị nội dung của truyện Kiều, đó là Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn. Đây là câu thơ của nhà thơ Trế Lan Viên trong bài thơ Đất à Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng. Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ có bao giờ đẹp thế này chăng, chưa đâu cả trong những ngày đẹp nhất đó, vân vân. Các em có thể tìm hiểu thêm cái đoạn thơ, và trong đấy thì trong hàng loạt những người anh hùng với gắn với những cái sự kiện tiêu biểu mà họ đã đem lại thắng lợi cho đất nước thì Trế Lan Viên cũng đã ca ngợi truyện Kiều là Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn. Văn ở đây là nhân văn, là tất cả những cái giá trị nhân văn cao đẹp mà truyện Kiều đã lưu giữ và lan tỏa cho rất nhiều những thế hệ bạn đọc từ xưa đến nay. Được không nào? Được không? Nhá. Đó là về giá trị nội dung của truyện Kiều. Còn về giá trị nghệ thuật thì sao nhở? Nào, về giá trị nghệ thuật nào. Các em có theo kịp không? Các em có theo kịp chị giảng không? Ok không nào? Sau khi tổng kết về những cái giá trị nội dung của truyện Kiều, chúng ta đến với giá trị nghệ thuật. Để truyền tải được những nội dung cao đẹp như thế này thì truyện Kiều cũng cần trở nên, cũng cần đạt được đến những cái đỉnh cao về mặt nghệ thuật, cả về ngôn ngữ, về thể loại hay là về nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, miêu tả con người, được không? Tất cả những cái yếu tố đấy đều đạt đến độ đỉnh cao. Thứ nhất, về giá trị nghệ thuật thì truyện Kiều đã kết tinh thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên nhiều phương diện. Các em phải nắm được nhá, là về nghệ thuật thì truyện Kiều đã kết tinh thành tựu của văn hóa dân tộc trên nhiều phương diện, đặc biệt là ngôn ngữ và thể loại. Về ngôn ngữ này, về ngôn ngữ thì đã đạt đến mức độ hoàn thiện. Về tiếng Việt ấy, trong truyện Kiều đã đạt tới đỉnh cao của tiếng Việt, vừa có chức năng biểu đạt, biểu cảm và thẩm mỹ. Tìm hiểu sâu hơn về những điều này, chúng ta sẽ thấy được cách mà tác giả Nguyễn Du sử dụng từ ngữ để miêu tả hay là để diễn tả những cái ý định ở trong câu thơ của mình rất là khéo léo và đem đến những cái tầng ý nghĩa sâu xa cho tác phẩm, cho câu thơ đó, được không? Đó là về ngôn ngữ nhá. Còn về thể loại, thì với thể loại là thể thơ lục bát này và nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật kể chuyện hay là nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, miêu tả con người, chi tiết hơn về phần đấy khi thì các em sẽ học ở những đoạn trích sau, như là đoạn trích Chị Em Thúy Kiều, đoạn trích Cảnh Ngày Xuân, đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích. Tất cả những đoạn thơ đó đều giúp cho chúng ta hiểu được đỉnh cao về mặt thể loại của truyện Kiều khi mà tác giả đã sử dụng thơ lục bát để miêu tả thiên nhiên như thế nào, miêu tả con người ra sao, dùng cái biện pháp tả cảnh ngụ tình như thế nào, đó, vân 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 vân. Thì ở trong truyện Kiều, tất cả những điều đấy đều đã đạt đến đỉnh cao và một cái mức độ hoàn thiện, và có thể coi đây là đỉnh cao của nền văn học dân tộc, được không nào? Được không? Nhá. Thứ nhất, về nghệ thuật là phải biết được là truyện Kiều đã đạt đến đỉnh cao trên nhiều phương diện, nhưng mà hai phương diện tiêu biểu nhất là về ngôn ngữ và thể loại. Ngôn ngữ là tiếng, ngôn ngữ tiếng Việt đã đạt đến đỉnh cao trong cả việc biểu đạt ý nghĩa hay là biểu cảm và chức năng thẩm mỹ nữa. Ngôn ngữ trong truyện Kiều, tiếng Việt ở trong truyện Kiều không chỉ hay mà còn đẹp,
mang giá trị cả về mặt thẩm mỹ và biểu cảm nữa, được không? Còn về thể loại thì xung quanh yếu tố thể loại đấy còn là nghệ thuật miêu tả nhân vật, nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật tả cảnh, nghệ thuật tả người, vân vân, đều đã đạt đến đỉnh cao. Nhá các bạn nhá. Thấy không? Vậy là buổi học ngày hôm nay chị đã cùng với chúng mình đi khái quát lần lượt từ tác giả Nguyễn Du cho đến tác phẩm truyện Kiều với những giá trị đặc sắc về nghệ thuật và về nội dung nữa. Chị mong rằng sau buổi học này các em sẽ hiểu được đây là một kiệt tác của văn học dân tộc. Với những thành công về nghệ thuật cũng như nội dung thì truyện Kiều đã trở thành một kiệt tác văn chương nước nhà, một tác phẩm ưu tú, xứng đáng có thể được đem so sánh với bất cứ một tác phẩm ưu tú nào khác trên thế giới. Truyện Kiều cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng để đem vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt Nam, của tinh thần Việt Nam, của văn học Việt Nam đến với những bạn bè quốc tế. Có rất nhiều những nhận định dành cho truyện Kiều, có rất nhiều những câu thơ, có rất nhiều những lời văn mà thế hệ sau muốn dành cho đại thi hào dân tộc, một người nặng lòng với những số phận đau thương bất hạnh, một người đã gửi gắm cái tinh thần nhân đạo của mình vào trong những trang thơ kiệt tác. Chúng ta cũng biết đến những câu thơ của Tố Hữu như là một lời tri âm tri kỷ dành cho Nguyễn Du, đúng không? Tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời nghìn thu, nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày. Đó, hay là em cũng có thể tìm thêm những tác phẩm mà những tác giả đời sau viết về truyện Kiều, ví dụ như Đọc Kiều của Chế Lan Viên, vân vân. Rất nhiều những tác phẩm mà chúng ta có thể lấy đấy làm những lời nhận định nho nhỏ cho cái bài phân tích của mình về truyện Kiều các em nhé. Về lộ trình học của chúng mình thì Liên ơi, Trần Liên nhá, chị đã chia sẻ ở trong buổi học hôm trước là về lộ trình của chúng mình thì chúng mình sẽ đi lần lượt các mảng kiến thức từ kiến thức về văn bản này đến kiến thức tiếng Việt, kiến thức tập làm văn. Còn về kiến thức văn bản thì chị đang đi triển khai cùng với các bạn theo đúng cái lộ trình giống như trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ học những cái đoạn trích, những tác phẩm, những văn bản trọng tâm nhất. Và sau đây thì chúng ta cũng sẽ đi học về ba đoạn trích tiêu biểu ở trong truyện Kiều, là Chị Em Thúy Kiều, là Cảnh Ngày Xuân, là Kiều ở Lầu Hương Bích em nhé. Sau đấy chúng ta sẽ chuyển sang văn học hiện đại, về thơ hiện đại, về chuyện hiện đại vân vân. Nhưng mà chị rất rất muốn có được tiếp thêm những cái động lực từ các bạn ấy, khi mà các em có thể tăng thêm bạn bè vào học để có thể tương tác nhiều hơn, để chị cũng có thể học tập được nhiều hơn từ tinh thần học của các em nữa chứ, đúng không? Đó, cho nên là chị cũng mong lắm là có thể được các bạn tiếp thêm động lực để phát thêm những cái buổi phát trực tiếp như thế này, chia sẻ cùng với các em, được không? Ừ, chị có pha soạn văn lớp 9 cả kỳ 1 và cả kỳ 2 nữa. Chi tiết như thế nào thì em nhắn tin về cho fanpage nhé, để các anh chị có thể giải đáp giúp em, được không? Bạn Bảo Duy nhé. Buổi học ngày hôm nay kết thúc tại đây, được rồi, đúng không? Chị đã cùng với các bạn tìm hiểu đầy đủ những nội dung cơ bản ở trong bài học này rồi. Các em cảm thấy thế nào? Các bạn cảm thấy sao về bài học ngày hôm nay? Chị thấy có nhiều bạn tương tác rất là tích cực, như Quỳnh Anh này, hay là bạn Ngọc Minh này. Đó, rất nhiều bạn tương tác rất là tích cực, chứng tỏ là các em đã có những cái phần tự học rất là tốt, hoặc là cũng các em cũng đã học từ trên lớp rồi, đúng không? Những bạn tham gia đội tuyển thì chị nghĩ là các bạn chắc là cũng đã học trước những tác phẩm này rồi. Nhưng mà một lần nhắc lại là một lần chúng ta nhớ mà. Đặc biệt cái cách học rất là tốt và nhớ lâu là khi mà chúng ta chia sẻ những gì chúng ta biết ấy. Cái khi mà chúng ta chia sẻ đấy không chỉ chúng ta nói đơn thuần mà chúng ta còn tự sắp xếp trong đầu mình những cái dàn ý để chúng ta chia sẻ một cách đầy đủ và khoa học nhất. Cho nên là việc mà tương tác trong những phần phát trực tiếp như thế này, chị cũng coi đấy là một cách để các em có thể nhớ lại kiến thức của mình, trình bày ra và biết được là mình còn đang thiếu sót chỗ nào. Thu Hồng à? Em nhắn ở trong fanpage mà. Ôi, xin lỗi nhá, chị xin lỗi Thu Hồng nhá. Bây giờ chị sẽ nhắc nhở các anh chị sẽ vào check ngay tin nhắn của em, được không?
Trong tuần này thì buổi học ngày hôm nay là buổi học cuối cùng của tuần này rồi. Sang đến tuần sau thì đầu tuần chị sẽ lại đăng lịch học ở trong nhóm giống như tuần vừa rồi mà chị đăng lên ấy, để các bạn dễ theo dõi hơn nhá. Và có cái thay đổi như thế nào thì các em cũng sẽ nắm được để chủ động vào xem cùng với chị. Nhưng mà chị rất mong là những buổi sau sẽ có nhiều bạn vào xem hơn. Chứ nếu như mà các em cứ kiểu như là chị sợ là các bạn cứ lợi dụng là chị không xóa phần phát trực tiếp này nên các em cứ xem lại. Thì khi mà các em xem lại thì các em tương tác và có những cái câu hỏi đặt ra thì chị không thể giải đáp ngay được. Thật sự là chị không thể giải đáp ngay được bằng cái việc là chúng ta tương tác trực tiếp như thế này. Cho nên là các bạn cố gắng những buổi sau cũng sẽ đồng hành cùng với chị như thế này nhá. Nếu tuần sau không có gì thay đổi thì vẫn là tối thứ tư và tối thứ sáu, được không? Và các em ơi, các em vào bình chọn ở trong cái bài mà chị khảo sát, mong muốn các bạn ôn thi khảo sát đầu năm đấy. Các bạn vào bình chọn đi để chị còn biết cái hướng để ôn tập cho các bạn nữa chứ, đúng không? À, fanpage là học văn chị Hiên gạch ngang trung học cơ sở viết tắt. Đây, fanpage đây nhá. Học văn chị Hiên. Gạch ngang trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9. Đó. Ừ. Ở đây này, Quỳnh Anh rất là tâm huyết đây này. Còn để cả link ở đây nữa này. Và chị cũng đang làm những cái video nho nhỏ về kiến thức tiếng Việt ở trên kênh TikTok của Văn Chị Hiên nữa. Nên là các bạn có sử dụng ứng dụng đó thì các em cũng có thể lên đéo xem nhá. Chị đã làm một video phân biệt về hoán dụ và ẩn dụ cho những bạn nào hay nhầm lẫn rồi này. Một video tổng hợp về các biện pháp tu từ, nhưng mà cũng chưa đầy đủ. Tới đây thì chị sẽ làm hoàn thiện những biện pháp tu từ mà các em hay gặp ở trong văn học nữa, được không? Cho nên là để có thể tiếp thu được nhiều những cái kiến thức như vậy thì các em hãy theo dõi, chăm chỉ theo dõi nhé và cập nhật thông tin thường xuyên. Nghệ thuật thể loại là tự sự. À, ở đây chị hiểu ý của bạn Hoàng Anh, đó chính là cái đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu nhất của truyện Kiều chính là nghệ thuật tự sự. Nhưng mà nhá, ở đây cái thể loại truyện Kiều là truyện thơ nôm, truyện thơ. Vậy là không chỉ có yếu tố tự sự mà còn kết hợp với cả yếu tố trữ tình. Đúng, chính xác là truyện thơ, cho nên là truyện Kiều là kể lại câu chuyện cuộc đời của Kiều. Nhưng cái đặc sắc ở đây là Nguyễn Du không kể đơn thuần mà ông dùng thơ với những cái yếu tố cả trữ tình nữa để gửi gắm vào đấy cả về tâm tư, về tình cảm và những cái thái độ của nhà văn đối với những nhân vật ở trong truyện nữa cơ. Đúng không? Cho nên là đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm thì như chị vừa trình bày là dựa trên rất nhiều phương diện, nhưng hai phương diện tiêu biểu nhất là về ngôn ngữ và thể loại em nhé. ID TikTok là Học Văn Chị Hiên các em nhé. Học Văn Chị Hiên viết liền. Đó là các em tìm là sẽ thấy ngay. Với Ava là hình ảnh chụp màn hình fanpage của chúng mình. À, em không dùng TikTok thì em inbox được. Chị sẽ chia sẻ những cái video đấy ở trên kênh fanpage của mình nữa nhé, được không? Rồi, đến bây giờ thì chị cũng đã nắm được những cái phần phản hồi của các bạn và chị sẽ cố gắng khắc phục những cái gì mà mình chưa tốt để trong những buổi học sau chúng ta sẽ có thêm những buổi học chất lượng hơn nữa nhé. Và chị cũng rất mong điều đó đến từ các em nữa. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong cái giai đoạn tiếp theo với rất nhiều những tác phẩm khác đang chờ đợi chúng mình khám phá. Còn bây giờ thì cũng muộn rồi, chúng ta sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Và bạn nào chưa nộp bài tập buổi 1 thì các em nhanh chóng nộp về cho chị để chị tổng hợp và gửi tài liệu bản mềm Chuyện Người Con Gái Nam Xương cho các em nhé, được không? Rất là cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau.